Hello, mình chào các bạn. Hôm nay mai muốn chia sẻ với các bạn về shampoo màu tím. Thì tóc mai bạc hết rồi, bây giờ chuẩn bị nó ra màu đen ở dưới nè. Ra màu đen ở dưới nhưng mà không muốn nhuộm. Nhiều bạn giới thiệu mai là mua cái shampoo màu tím á, thì mình gội đầu nó sẽ hả hơn cái màu mình, nó ra cái màu khác. Thì để mai nhuộm thử cho các bạn coi, nếu mà nó thơm đẹp á thì các bạn làm theo mai. Nhiều khi tóc bạc mình không có muốn nhuộm xong rồi á nó lại ra với cái chân tóc mà chẳng thà nó bạc hết như vậy, thì nhìn mình nó còn đẹp đúng không? Còn mà khi mà tóc đen rồi á mà nó ra cái chân tóc bạc bạc á, nhìn nó già mà nhìn nó dơ mà nhìn nó cảm thấy mệt mỏi lắm. Nên thành khi mà mai hỏi cho mai cái dầu gọi màu tím đó đi để mai mua cho chính xác, thì mấy bạn mai nói là màu tím nó có một loại à, chị cứ lên mua bubble shampoo là được rồi. Nhưng mà không phải vậy đâu nha, mai ra mai mua thì mai lấy màu tím bubble shampoo là màu tím á, thì mọi dầu gội màu tím. Nhưng mà mai về mai nghiên cứu, khi mà mình biết rồi mình mới nghiên cứu là nó để shampoo mà violet là cái màu nó ra màu giống như màu violet, giống như màu nâu mà nâu hạt dẻ vậy đó. Nhưng mà cái này nó dành cho những cái tóc vàng mà người ta tẩy á, tóc vàng ta tẩy á, thì nó sẽ ngã ra cái màu violet. Thì á mai mới thấy, mai search lên á, mà mai tìm hiểu á, là mai thấy nó có mấy loại nữa. Nếu mà mai nhuộm gọi cái đầu dầu này á mà nó không có quất á, thì mai sẽ mua những cái loại khác. Mai thử trên mai rồi có gì mai chia sẻ cho các bạn để các bạn khỏi phải đi thử giống như mai cực. Thì cái shampoo nè, một chai shampoo nè với một chai conditioner đó, một chai shampoo một chai conditioner để cả mai xài thử ra làm sao ha. Nói là cho neutral yellow orange tone là màu vàng, màu cam, mà tóc mai màu trắng. Oh my god, không biết có ra cái màu gì không. Thì á trong cái hình vẽ nè, nếu mà before and after nè, màu vàng này á thì nó sẽ ra vàng này, còn màu vàng này thì nó sẽ ra vậy. Mà không biết, để mai cứ thử hết cái này tới cái kia, nếu mà cái này đẹp á mai chia sẻ cho các bạn ha. Bây giờ mai tắm hồ bơi xong rồi, bây giờ mai vô mai gọi cho đầu mai liền nha, để cho các bạn coi. Hôm nay nhà mai có cách em xã tới chơi à. Ok, có gì mai gọi á, rồi có gì á đẹp xấu sao mình show cho các bạn ha. Ok, bây giờ đi tắm để gọi đầu nha. Đây, tóc mai đã gọi xong rồi, mới gọi xong. Nó không có đổi màu bao nhiêu, nhưng mà nó có ngã, thay vì màu trắng á thì nó ngã màu đục một chút xíu, chứ nó không có ra màu trắng xác như mấy bữa, thấy không? Mà nó mềm cái tóc lắm, nó mềm, thật là mềm mà nó mướt rượt cái tóc à. Thường thường tóc bạc á nó khác với tóc nhuộm. Nhiều người họ vẫn nhuộm cái màu này, nhưng mà khi mà họ nhuộm xong á nó mềm, nó mịn, nó mướt. Còn tóc bạc của mình nó sơ xác xác, nó không có đẹp, nhưng mà gọi cái đầu này ra mai thấy nó rất là mướt cái tóc vô cùng. Nhưng mà nếu mà gọi mỗi ngày thì nó sẽ thay đổi. Để sau một tuần á, rồi mai update lên cho các bạn thấy là nó thay đổi như thế nào ha. Với một điều nữa là các bạn gọi nên đeo bao tay nha. Hồi nãy mai không có đeo bao tay. Mai không đeo bao tay thì cái tay mai á nó có ngã màu tím nè. Nó làm cho cái móng tay của mai nó bị giống như bị dơ dơ vậy á. Nhớ đeo bao tay, chứ không thôi là nó sẽ
dơ cái tay của mình đó. Bây giờ hôm qua Mai mua hai chai màu tím đó, Mai cũng thấy cái chai màu tím này là cái xịt spray á, Mai mua Mai xịt luôn thử nó ra sao. Bữa nay Mai đi lớp màu tím rồi, I love purple one. Thường thường cái tóc Mai á, bây giờ nó khơ á, Mai chải ngược lên coi nên nó khơ giống như Mai Mai đi uống với các bạn thấy không. Bây giờ nếu mà mình để nó khô thì nó sẽ lỡ lên rớt cái đuôi nè, nó không có đẹp đó. Mày quất nó lên vậy, giờ nó có nếp như vậy, giờ mày xịt cái spray cho nó giữ cái nếp tóc. Bắt mắt khô nó sẽ nó hồ nó giữ cái mái tóc của mình đó. Mai gọi á theo cái trình tự nha, sau khi mà mình bỏ cái dầu gội này lên á, mày bỏ cái dầu gội mày lên, trước khi bỏ dầu gội lên á thì mình gọi cái đầu bằng nước nóng để nó kích hoạt cái tóc mình lên, cho nó mềm cái tóc mình ra, để nó nở cái tóc mình, để nó hấp thụ cái dầu này. Thì mình mở nước nóng, nước nóng cho nó ấm, nóng thiệt là nóng, cái rồi cái xong cái mình bỏ qua, bỏ cái dầu gội này lên, mình gội mình dò, mình massage từ chân tóc tới đầu tóc, mình massage mình để nó 5 phút. Trong thời gian 5 phút đó thì mình tắm người rửa mặt rửa đồ, massage mặt, chà chân chà tay rồi xong xuôi hết rồi 5 phút mình gọi, mình xả nước lạnh hết cho nó sạch. Khi mình xả nước á, là xả nước lạnh, đừng có xả nước nóng nha, tại vì mình xả nước nóng thì nó sẽ ra hết cái màu của mình. Xả hết nước lạnh rồi cái mình bỏ hả conditioner là dầu xả vào, mình bỏ vào xả dầu xả vào khoảng 5 phút nữa, mình cũng mà massage đầu, massage tay, massage từ gốc cho tới ngọn. Thì khoảng 5 phút nữa, mình để 5 phút rồi cái mình xả lại nước lạnh. Đó là bây giờ tóc của Mai nó chưa có đổi hoàn hảo, nhưng mà Mai rất là thích, tại vì nó ra một cái mái tóc mềm mại dễ thương mà nó đổi cái màu. Các bạn nó thấy cái màu nó ra màu khói sáng không? Đó. Đó, đó là rồi sau một tuần, Mai gọi sau một tuần Mai sẽ update cho các bạn coi ha. Cái video này Mai sẽ bỏ lên. Nhưng mà nó không đẹp như mình mong muốn thôi, nhưng mà nó vẫn rất là đẹp so với cái tóc mà before. Thật sự Mai Ly thích, rất là thích. Công nhận nhiều cái sản phẩm rất là hay trên thị trường mà thật sự nhiều khi mình không biết. Nhưng Mai tới bây giờ lần đầu tiên Mai mới biết là cái sản phẩm này nó như vậy luôn á, chứ từ nào giờ Mai không hề biết nha. Đó, Mai ra ngoài sáng á để cho các bạn thấy cái màu tóc của Mai á, thấy rõ không? Ok, thì Mai chia sẻ với các bạn thì có cái gì hay. Một tuần sau Mai Ly sẽ update lên ha. Nếu mà các bạn thích video của Mai Ly thì nhớ bấm like nha. Ok, chào tạm biệt quý vị. Hẹn quý vị ở video sau. Thank you for watching. Thank you.